Mẹ ơi mẹ ơi, con bị nấc cụt, con muốn được mẹ vỗ lưng. Tiếng Anh chúng ta nói sao ta? Mẹ ơi, mommy. Mà con bị nấc cụt, ở đây mình có cụm từ đó là bị nấc cụt, thì chúng ta sẽ dùng have hiccups, có nghĩa là nấc cụt, bị nấc cụt. I have hiccups. Con muốn được mẹ vỗ lưng. Con I muốn want mẹ you hoặc là mommy vỗ lưng tap my back. Sẽ lưu ý có cụm từ là vỗ lưng, chúng ta sẽ dùng là tap my back, có nghĩa là vỗ lưng. Hiccups là nấc cụt. Cấu trúc muốn ai đó làm gì cho mình thì mình sẽ dùng cấu trúc đó là want somebody và cộng với cả to verb, muốn ai đó làm gì cho mình. Ví dụ ở đây con muốn được mẹ, I want mommy vỗ lưng tap my back. Ở đây mình sẽ thêm to ở đây nhá. I want you or I want mommy to tap my back. Con muốn được mẹ vỗ lưng. Để có thể biết được các cái mẫu câu hàng ngày để giao tiếp với con, chúng ta có thể tham khảo cuốn sách Cẩm nang cho mẹ cùng con học tiếng Anh mỗi ngày với 900 mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thường dùng trong cuộc sống hàng ngày nhé. Sách được thiết kế rất là hay, in màu sắc bắt mắt như thế này để giúp cho phụ huynh và các con có thể vừa tham khảo cũng như là vừa học trong quyển sách này cũng được nhé. Sách gồm có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, rất dễ cho ba mẹ có thể học và tham khảo. Ngoài ra ở những cái mẫu câu chính như thế này thì chúng ta còn có cái phần phiên âm ở bên dưới nữa. Mẹ có thể học và đọc mà không lo bị sai nhá. Trong mỗi cái phần bài học như thế này để nghe được các cái mẫu câu và cách đọc chính xác thì chúng ta có thể quét cái mã này ở đây để có thể nghe và đọc được chính xác nhá. Phù hợp dành cho ba mẹ để có thể ứng dụng để có thể giao tiếp với con hàng ngày ha. See ya!